Giữa lúc Hà Nội đang có dấu hiệu xoa dịu những người dân đang tức nức vỡ bờ ở Đồng Tâm, Mỹ Đức bằng cách đích thân Chủ tịch Hà Nội điện đàm với họ, một nhà xã hội học nổi tiếng của Việt Nam nhận định đây là một bước phát triển mới nhưng không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy. Giáo sư tương lai dự đoán sẽ còn nhiều lươn lẹo mưu mẹo trong những diễn tiến sắp tới ở Đồng Tâm. Mời quý vị nghe phỏng vấn của VOA với giáo sư tương lai, người cũng là cựu thành viên của nhóm tư vấn cho Thủ tướng. Bây giờ cái việc mà cướp đất đai ấy, nó trắng trợn hơn nhiều. Những doanh nghiệp sở hữu toàn dân thì người ta chiếm một cái mảnh đất. Rồi các cái nhóm lợi ích xông vào đầu tư để rồi nhân danh là làm những cái lời công trình phúc lợi nói chung đó, rồi chia chác, bao giờ mà không giải quyết dứt điểm về vấn đề nhân danh cái sở hữu toàn dân này, nghĩa là một mảnh đất, một cái mảnh rất là to, nhưng mà người ta sâu xé nhau vì đây nói là sở hữu toàn dân, thì cái chuyện này nó sẽ còn lâu dài lắm, cũng thể nào giải quyết ngay một lúc được đâu. Và chỉ có giải quyết được chuyện này khi vấn đề chế độ sở hữu được giải quyết một cách dứt điểm và công bằng. Nói như vậy thì mâu thuẫn ở trên là không thể giải quyết được hay sao? Thì cái mâu thuẫn đó không bao giờ giải quyết được dứt điểm hết một khi không có một cái quy định một cách nghiêm túc tôn trọng quyền sở hữu của cá nhân. Thưa giáo sư, sự phát triển của thông tin có cái vai trò gì trong cuộc đấu tranh của người dân ở Đồng Tâm ạ? Thì đứng như đấy là một cái sức mạnh. Sẽ còn nhiều lươn lẻo, mưu mẹo trong cái chuyện này lắm. Vì vậy mà người dân thì phải thừa kinh nghiệm và thừa cảnh giác để đối phó. Thì tôi tin rằng trong cái cuộc đấu tranh này á, không phải là dễ ăn đâu, nhưng mà nhà cầm quyền cũng không dễ dùng bạo lực để đả giá dân đâu.